Hi, hello anh em. Ok. Rồi, hôm nay thì mình sẽ chơi bên phiên bản quốc tế các bạn. Nó vừa cho thử nghiệm con cho free con coordinator. Dạ ok. Mình sẽ chơi thử luôn. Lâu rồi cũng không chơi con này các bạn. Cũng lâu rồi. À, mình cũng nói chơi con này có một lần đúng à, hình như là thế. Rồi bên này có vẻ đợi chọn khá là lâu các bạn ạ. Ui, vừa mới nói xong. Rồi anh nào vào chọn đi, không biết là nó đã fix chưa nhỉ, không biết là pin sẽ như thế nào, mà không sao cả thì chúng ta cứ chơi thôi. Ok, trận này thì đội hình khá là đa dạng các bạn ạ. Khá đa dạng. À, có hai anh hình như là Nhật Bản hay là Trung Quốc gì ấy. Nhật Bản, nhìn chữ này mình nghĩ là chắc là Trung Quốc đấy. Ờ, chắc là Trung Quốc. Ờ, anh Nhật Bản, Trung Quốc gì ấy ơi, đồng ý đi. Đồng ý lại nào, mẹ. Đồng ý nhanh nào anh ơi, còn chờ chờ gì nữa. Lại xem nào. Rồi anh nào anh ơi mẹ. Rồi cuối cùng đã vào trận rồi các bạn ạ. Ok thì con này thì nó thật với các bạn luôn là cứu người rất là tốt. Buổi chiều mình có chơi với cây gai cầm thử khẩu súng của con này, nã đạn vào một phát nó xác định luôn là Hunter, chỉ có nứt thả survival ra thôi các bạn. Bây giờ kiếm máy thì sửa thôi. Ồ, một phát mà gặp 3 Hunter, à 3 Survival luôn các bạn. Bình khá là cao. Bình khá cao các bạn. Ok. Nó dí theo con kia các bạn. Mẹ, bình vẫn đỏ như bình thường các bạn. Chả thì hiểu nổi. Bạn này binh nó rất là tệ nhé. Thôi mình cứ dán chờ đợi nhé. Tiếp theo lúc nãy mình qua phiên bản Trung Quốc chơi cho nhanh. Trời, bạn này nó thật chán quá. Nó không chịu fix binh gì cả. Thôi, nghĩa là chúng ta nên sửa nhanh thôi. Bình tĩnh thôi bạn ơi, gì can thế. Rất là bình tĩnh. Nó chạy qua trở lại là mình cũng sợ theo quá. Em biết nó ở đâu. Ui. Ui, nó thấy mình thật rồi. Thôi em ơi, ông còn đứng đấy làm gì, nó gọi cho mấy cây. Ui. Mày hả con? Tao chạy qua đây. Mày nhìn đấy. Bố sử cái súng à. Thôi chạy nhanh thôi các bạn. Bố tổ sư. Tình ca quá. Rất là ghét cái tình trạng như thế này. Kiếm cái chỗ nào đó xong tìm cái hộp các bạn. Con này cho đạn hơi ít. Bởi vì nó cho 2 viên thì quá là ngon luôn. Cho mỗi vẹn có 1 viên. Chơi thế nào được. Định mày. Mày thích thì mày nghe đi, tao không cấm mày đâu mà căn. Ok. Còn chả thay đổi gì nhiều rồi. Chán với lờ. Ngày như thế này chắc mình qua bên kia chơi luôn các bạn, không chơi phiên bản này nữa, rất là khó chịu. Ngày xưa thì fix pin nó ok ngon luôn, có một cây gậy, gậy của anh gì nhỏ quên tên mẹ rồi, Magician à Magician gì đấy. À, qua sửa cái máy nữa chứ. Ok, qua sửa cái máy rồi các bạn. Ok, nhanh sửa thôi. Còn bây giờ này anh phá ghế làm việc thế nào rồi? Chắc là cũng phá được khá khá nhỉ.
Hy vọng là như thế các bạn. Thôi mày nghe gì nghe lắm thế. Rồi, nhanh nào. Ok, sửa nhanh thôi các bạn. Còn 3 máy nữa thôi. Mình ráng sửa xong cái máy này nữa. Ôi, một bát đã bị đập rồi các bạn ạ. Một bát đã bị đập. Ô bác ơi, đừng nhá. Cố gắng sống sót đi bác ơi. Giữ nguyên bốn người chúng ta cùng thoát ra. Mà nói thật trước các bạn chứ, pin nó rất là lỗi. Hy vọng là nhà phát hành sẽ sửa lại pin. Chứ tình trạng này thì chắc họ không ai chơi nữa đâu các bạn. Pin lát quá, không ai chơi được đâu. Rất là khó khăn trong việc chơi cũng như là trải nghiệm. Từ nay mình biết rồi các bạn, mình sẽ không chơi phiên bản này nữa đâu. Mình sẽ chuyển hẳn sang chơi ở phiên bản Trung Quốc luôn. Bên đấy thì pin vừa mượt này, chơi được nhiều con mới hơn nữa, khá là phê. Chơi cái phiên bản này nó kiểu dạng như là rất là chán các bạn, chơi rất chán luôn. Anh Hunter rồi, sao tim đập thình thịch thế? Bình tĩnh thôi anh nhá, hãy thật sự bình tĩnh thôi anh ạ. Sao tim cứ đập thình thịch thế này các bạn, sợ quá. Rồi sửa máy nhanh nè. Rồi một bạn đang sửa máy khác nữa các bạn, khá là ngon rồi. Ui một bát đã nằm rồi các bạn ạ. Thôi tranh thủ sửa máy thôi. Ui một bát đã cần phải giúp đỡ rồi. Đừng lo, mình sẽ sửa xong cái máy này giúp bạn. Đây là lần đầu tiên mà bạn ấy lên ghế này, chắc cũng không sao đâu các bạn. Cứ tranh thủ sửa máy cái đã. Rồi còn một máy nữa à, quá ngon luôn. Ôi nhanh lên, sợ quá. Rồi từ từ bạn ơi, hết thì cũng phải từ từ chứ. Mình sẽ cứu bạn mà, đừng có lo gì cả. Nhanh lên nào, nhanh mẹ nó lên. Nó cam kìa các bạn. Dạo này thì mốt là cam kinh quá. Hôm qua hồi chiều mình có chơi Trung Quốc thì cũng hơi cam. Nhanh nào. Rồi xong mẹ nó luôn rồi. Ngon. Ok. Ra bấm máy luôn thôi. Không có gì nhiều à. Đó này khá là nhanh. Nói chung thì tối thì mình chỉ chơi tạm cho các bạn xem thôi, chứ còn tòa định quên đường mẹ rồi. Chết bố tổ sư quên đường rồi. Đâu nhỉ? À ngay đây mẹ. Vẫn chưa thuộc đường các bạn. Mẹ rất là khổ. Chơi như kiểu mấy thằng gà mới vào tập chơi ấy. Không có bạn nào qua đấy à. Buồn. Rất là buồn. Anh Hunter cũng không qua đây luôn các bạn. Khá là buồn. Buồn như con chuồn chuồn. Ôi giời ơi. You go first, okay. You go first, okay. Take the you go first. Nó vào đây tí nha. Ôi mẹ. Ván này nằm cơ mưa rồi. Ván này nằm con mẹ nó rồi. Ôi hay. You go first. Nào. Nào bạn ơi.
ok. Vậy bạn ấy có chạy thoát đây không? Nhanh lên nào. I go first, ok. Thôi đi thôi các bạn, đi thôi. Đi đi. Rồi bạn ấy liệu có thoát được hay không? Chạy nhanh đi bác ơi. Này bên này thôi. Rồi. Bác kia là sao nhỉ? Mẹ mấy bác này thì thôi chạy thoát còn mẹ nữa rồi. Rồi chắc bác này cũng chạy thoát rồi các bạn. Ok. Mẹ bác còn nhây nhây nó đập cho vỡ mồm. Quỳ với mấy thánh nhây này các bạn. Rất là quỳ luôn. Chơi Hunter mà kiểu gặp mấy thánh này thì thôi. Được chế chết mất. Thôi đi ra thôi. Rồi win. Rất là may mắn các bạn. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ok. Bye bye.